Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ test mic Mifa Audio W10 với sản phẩm là điện thoại. Thì hôm trước tôi đã test cái sản phẩm mic Mifa Audio này đối với máy quay rồi, thì hôm nay tôi sẽ thử với điện thoại. Thì đây tôi có một cái đoạn chuyển từ chân 3.5 sang chân Lightning của iPhone nhé. Thì bây giờ tôi sẽ, mọi người đang nghe âm thanh đây là thu trực tiếp từ điện thoại. Bây giờ tôi sẽ cắm cái mic này vào trong điện thoại. Rồi, bây giờ mọi người đã nghe rõ chưa? Rồi, đây bây giờ tôi sẽ đeo chiếc mic này lên người và tôi sẽ, mọi người thấy âm thanh nó có khác biệt gì không? Có, tôi sẽ chỉnh. Rồi, mọi người có thấy sự khác biệt ở đây là tôi đang quay ở môi trường là bên cạnh đường, thì mọi người có thấy cái độ ồn của đường không, nó có khả năng khử nhiễu không, khử noise không? Bây giờ tôi sẽ thử đi xa nhé, xem mọi người thấy khoảng cách của nó được bao xa. Đây tôi sẽ đếm theo cột đèn nhé. Đấy mọi người, tôi vừa đi vừa nói chuyện. Thì chiếc mic Mifa Audio này thì hôm trước tôi đã thử nghiệm, thì chất lượng sóng của nó khá là tốt ở khoảng cách xa. Thì so với những cái chiếc mic khác thì sóng tốt. Điện thoại và máy ảnh. Về pin của nó nhé, thì hôm trước tôi đã thử nghiệm và cái mic này nó có khả năng là quay được khoảng 2 tiếng rưỡi. Thì cái mic này thì nó chưa hết pin, nhưng mà cái bộ thu ở trên thu ở cái đầu máy quay ấy, thì là nó khoảng 2 tiếng rưỡi, thì nó báo là còn một vạch pin yếu. Thì cái khoảng thời gian là khoảng 2 tiếng rưỡi thì cũng đảm bảo cho mọi người quay được cái đoạn video rất là dài. Đấy, thì mọi người thấy âm thanh có ổn không sau khi tôi đi một khoảng cách khá là xa. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.